Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các một xe mẫu xe địa hình giá rẻ tại cửa hàng em. Dòng xe 9X Xtreme X1 được trang bị một bộ cấu hình của Shimano và giảm xóc hơi các bác nhé. Với thương hiệu 9X thì này thì rất nổi tiếng rồi, về là thương hiệu của Ý các bác nhé. Vâng, bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, đây là một mẫu xe 9X Xtreme X1 thuộc về rất nhiều tại cửa hàng em rồi, thương hiệu Ý các bác nhé. Đặc trưng của dòng X1 là có những ngôi sao trên khung xe, rất nhiều ngôi sao. Bác nào theo dõi kênh của em thì nhà em về cũng phải vài lần. Dòng X1 này giá rất là phải chăng, chỉ tầm trên 6 triệu một chút thôi các bác phải sở hữu một chiếc xe địa hình có phanh dầu và xóc hơi cấu hình Shimano mà còn thương hiệu Ý nữa. Thứ nhất qua hình thức, cấu hình của Shimano OneTut các bác nhé. Đây, qua cờ nước Ý được thiết kế tại Italia. Xe vẫn được đi dây âm sườn như những chiếc xe cao cấp khác. Khung nhôm 6061. Đây các bạn có thể thấy 6061 được ghi trên khung này. Yên và cọc yên nguyên zin của 9X. Màu xanh đen. Màu xanh đen này đi rất là khỏe xe các bác nhé. Vành của 9X. Vành 9X nguyên zin đeo xe. ×1.95 là cỡ vành và lốp. Vành 26 và lốp, cỡ lốp là 1.95. Với 9 tầng lip. Và máy của Novatec các bác nhé, máy bảo đảm của Novatec. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Vâng. Và tất cả bộ chuyển động của chiếc xe này là của Shimano các bác nhé. Phía bên trên ghi đông xe, phốt của phốt và ghi đông nguyên zin của hãng Chopic, à của hãng 9X. Các bạn nhé, thấy chữ đây. Và xe cũng được trang bị khóa sóc hành trình trên tay, giúp các bác đổ đèo có thể khóa trên tay này, bớt nguy hiểm hơn, không phải cúi xuống nữa, rất là tiện lợi. Và xe được trang bị bộ tay bấm xả của Shimano OneTut, 9 tốc độ và 3 tốc độ bên dưới cho xe 27 tốc độ các bác thay đổi nhé. Tay nắm cao su của 9X đồng bộ theo xe. Đó, như các bác thấy xe cũng rất là zin, toàn đồ của 9X, đồ của hãng. Cùng với đấy là giảm xóc hơi. Đây là chỗ xả hơi và bơm hơi các bác nhé. Vâng, một chiếc xe 6 triệu, hơn 6 triệu mà được trang bị giảm xóc hơi của chế độ Shimano. Máy của hãng luôn các bác nhé, máy ơi 9X nguyên zin theo xe. Phanh trước đây, phanh đĩa dầu thủy lực đằng sau của Shimano. Wow.
thức thì rất là tốt, khá mới, có một vết xước nhẹ ở đây, không đáng kể đến hình thức của chiếc xe này, rất nhỏ lắm. Còn bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao xe đứng của xe. Xe có chiều cao xe đứng là 45, ngang 53 các bác nhé. 1m6, 1m7 đi vừa chiếc xe này. Đến 1m73 cũng đi vừa các bác nhé. 1m9 tầng lip, củ đề của Shimano Antut lên lip, xuống lip. Vâng, chuyển động rất tốt. Thì bên tay phải bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano, xuống đĩa, lên đĩa. Rất tốt, một chiếc xe giá cũng rất là tốt và cấu hình cũng tốt các bác nhé. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 6,2 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975709943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe, lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào các bác theo dõi video.